Ok, xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em trở lại với channel của mình. Nay mình sẽ đến với vụ tiếp ăn mua ăn trứng này lợn nhất ha, mua tiệm trứng vàng ăn lợn nhất ha. Nhưng ở đây thì anh em thấy nè, ở đây mình ăn con 1355 thì nó sẽ hiện ra cái trứng của 1355 ha. Anh em vào con được kỳ tích nè, anh em cố gắng ăn con mạnh nhất ha. Rồi ăn ví dụ anh em ăn được tới con 1399 này thì anh em sẽ ăn coi như con 1399 này là mạnh nhất mát rồi nè. Mà anh em không ăn được thì anh em ăn mà ăn được con 1379 thì anh em cứ ăn từ lớn đến bé ha, để khi mà anh em bấm tạm làm mới này, nó sẽ hiện từ bình quân là bốn cái mạnh nhất rồi đến hai cái mạnh tiếp theo. Ok, mình sẽ vào ăn, sẽ ăn hết trứng đang có ha. Có 1399 này, ăn lần lượt ha. Giờ rồi trứng 1399 này, mình sẽ ăn con mạnh nhất của cái map này ha. 1391 này, rồi 1399 này. Còn anh em mà đủ mạnh rồi anh em cứ ăn hết thôi, cứ dành thời gian ăn hết thôi. Ăn hết cái này thì được bao cũng đạt thiên sứ thôi, là nhận cái này xong là đủ nguyên một set rồi đó. Giờ anh em sẽ vào tiệm trứng vàng này, bấm làm mới ha. Đây anh em sẽ thấy là 1399, 1391 này, 1391 này, 391 rồi. Bọt đỏ thì ăn hơn. 1399, 1399, 1399, 1399. Hai cái này thì bỏ qua hơn. Cứ chọn cái 1399 mà fan thôi. Ok, hẹn gặp anh em những clip tiếp theo ha. Bye bye.